chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay chắc là có duyên với lại Việt Kiều Thụy Điển hay sao á. Hôm nay lại là có hẹn với chú Âu. Thì chú cũng là một Việt Kiều Thụy Điển luôn. Và chú về đây là mấy tuần rồi chú? Về đây 4 tuần. À, chú về đây là 4 tuần. Rồi chú có đi chơi rồi chưa chú? Đi chơi miền Tây. À, đi chơi miền Tây là 3 tuần. Như có tuần này là sắp về ở Sài Gòn. À, ngày mấy chú về chú? 13. 13 chú về. À, thật ra là khi mà chú liên hệ với em á, thì em cũng rất là bất ngờ. Tại vì chú nói là lúc đó là chú ở dưới Cà Mau, rồi xong rồi chú lên Bạc Liêu. Và đặc biệt là chú có ghé cái sạp khô của mẹ em á, là cái sạp khô Khanh Yến ở ngay tại chợ Bạc Liêu luôn. Chú mua khô. Thì lúc đó là chú có xin số điện thoại ba mẹ để chú liên hệ với em. Thì bất ngờ lắm, tại vì bình thường á, khi mà thường Việt Kiều về đây á, thì sẽ liên hệ với con trước. Rồi giống như với là đi ăn uống ở đâu á, thì bà con mình mới là gặp nhau đi ăn uống. Chứ không ngờ là chú về tới dưới rồi mua khô luôn, rồi chú mới hẹn với con. Thì chú về Cà Mau, chú đi đâu chơi chú? Đi Cà Mau, đi cái chỗ mà kêu núi Cấm rồi đó. À, núi Cấm. Chú có về cái hòn đá bạc của Cà Mau luôn chứ? Thì đó, đi mấy chỗ đó chơi. À, đi Cà Mau. Chú ở, nói chung là chú đi mấy cái tỉnh miền Tây hết luôn chơi chú? Đi cũng nhiều rồi, đi các tỉnh. À. Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng rồi Cần Thơ. Với trong đất rồi. Là có cô chú tự đi hay là đi xong rồi chỗ làm xong mình đến chỗ xong rồi mình đi kêu taxi đi rồi gần. À, nói chung là cô chú rất là hay ha. Chỉ là mà chú về đây về Việt Nam mình là mỗi năm đều về hay sao chú? Mấy năm nay mà hồi xưa về nhiều, hồi xưa về cũng mỗi năm cách đây mấy năm cũng 2-3 năm nhiều. Nói chung là chú cũng quen rồi chứ không phải là... Vậy chú về đây mình ăn có hợp cái khẩu vị của mình luôn chú? Hợp chứ. Hồi xưa là chú ở Sài Gòn luôn hả chú? Hồi xưa ở quận 6. À, ở quận 6. À, có ngay cái khúc chợ Cây Gõ đâu chú? Ngay Tàu Bình Tiên. Đó là Cầu Bình Tiên, cái đường Bình Tiên. Bình Tiên, Hậu Giang, Bình Tiên. À. Cầu Bình Tiên. Ừ. Nói chung là cái đường Bình Tiên thì không biết nha, cầu mà bây giờ nó tháo ra rồi. Hồi xưa cái bây giờ đi nó tháo ra. À, con không biết. Bây giờ là chỉ còn có chị chú ở đây hả chú? Còn chị với bên vợ, còn em vợ. Dạ. Còn chị vậy thì ông bà mình còn không chú? Ba má còn với ở bên Thụy Điển. À, chị là nguyên gia đình mình ở Thụy Điển hết luôn. Thụy Điển. À, vậy cũng hay. Tại vì hôm bữa thì nói chung là có nhiều Việt Kiều thì mình là có người thì ở nước này, có người ở nước kia, chứ không ở chung. Mình thì ở chung bên đây. Mà nghe tiếng chú giống tiếng người Kiều đó. Người Kiều. À, người Quảng. Người Quảng thôi chứ. Quảng, mẹ người Kiều. Mà lúc đó chú về chú mua khô của mẹ con rồi chú thấy ba má con ở dưới bán đồ sao chú? Nói chung là khô đồ làm cũng thấy hết sạch sẽ đúng không ạ? Dạ. Tại vì có sạch sẽ đàng hoàng thì con mới dám giới thiệu chú. Thấy khô cũng ngon. Dạ. Chú mua cái gì chú? Mua mực khô với khô bò với tôm khô. À, tôm khô, mực với khô bò. Mua thứ 3 kg thôi, tại vì tụi kia mua nhiều quá mình còn mua các thứ sợ đem qua bệnh có hai người. À. Cho đem người đó 20 kg thôi. Ủa chứ không phải bình thường là con nhớ là mình đăng ký là được 30 kg được hả? Trước là 30 kg, bây giờ cũng sao cho nó 20 kg. À, bây giờ cũng thay đổi nhiều quá. À, hồi trước con đi Thái Lan á là con mua 30 kg luôn là nó để cho. Bây giờ cho nó 20 kg. Ừ. Thì mấy nay là về Sài Gòn cô chú có đi ăn vòng vòng ở đây không? Dạ. Ở đây về khí hậu nó làm cho nó nóng, ăn uống thôi. Ở bên các bạn, ở bên các bạn về còn gì đây nóng làm gì mà ở rất ăn uống ngon. Dạ. Mà mấy bữa nay là Sài Gòn là trời mưa là đỡ rồi đó chứ. Mưa đỡ thì mình thấy cũng bắt đầu từ 10 giờ sáng trở lên là phải trốn trong phòng nó giao lại nó đổ mồ hôi nó khó chịu ở đây không biết sao. Ở bên các bạn rồi, ở bên nó mát. Thời tiết ở bên nữa. Thoải mái rồi, quen rồi. Còn Việt Nam mình cái gì cũng được, chỉ có khí hậu là như mùa hè đó, nóng ăn uống con người rất cái dao này rất chặt chẽ. Mà nói chung là cô chú về đây là đi taxi không chứ mình không đi xe máy nữa chứ. Xe máy thì không dám đi, xe đông quá. Hồi trước rồi không đi đâu, đi taxi mọi người taxi hay là không đau không đâu, nó tiện. Chứ đi hai vợ chồng đi thì taxi, có một người đi không đâu, có tiện. Chứ lái xe thì không dám, xe đông quá. Với là ở bên đó mình đi xe hơi biết rồi em. Bên đó có xe giống đây đâu, không có xe. Xe gì vậy? Với lại giờ này là cái giờ mà cao điểm kẹt xe. Thì thật ra là hôm nay nói chung là hẹn với chú mấy ngày rồi mà bữa nay thì chú cháu mới được gặp nhau mà chưa có dịp là gặp cô nữa. Tại vì cô cũng có hẹn với gia đình cô. Đó, thì hôm nay là hẹn dữ lắm mới hẹn được chú, tại vì chú lúc nào cũng có kèo. Ở đây là chú vẫn còn liên lạc với bạn bè hả chú? Ở đây dạ. Dạ. Thì mình là vậy là tới 2-3 năm mình mới về được rồi. 2 năm 3. Tại vì Việt Nam không ai cái gì về muốn làm gì đó. Nó khó chịu chứ không phải là cái gì. Dạ. Nói chung là mình vẫn thích quê hương nhưng mà ở đây thì nó tiếng tâm nhưng mình đi thì nó cũng ngôn ngữ nó dễ. Dạ. Nhưng mà nó không được cái là cái thời tiết thôi. Dạ. Nó không ăn uống không được. Nó về đây ốm nó mấy ký ăn uống đâu được, nó uống đâu. Dạ. Thì chú có đi ăn cái quán bánh cuốn ở trên đường 3 tháng 2 chưa chú? Chưa. Chắc cũng không có thời gian nữa chú hả? Chứ về mà ở Sài Gòn, chú ở Sài Gòn có một tuần lễ mà đi hẹn nhiều người. Ở dưới miền Tây thì thấy cũng được, thấy khi học nó chừng mua mát. Chỉ miền Tây cũng có được. Nhưng mà liêu bán đồ ăn nhiệt đó. Mà liêu cũng được. Ở dưới miền Tây mình thì được cái là khí hậu của nó không có bụi. Không có bụi bánh xe nó cũng. Chứ mấy thằng trước đi là nó nhờ có mưa hoài, không miền Tây mưa hoài cái mát. Đúng không? Còn về đến đây thì thấy không nắng là mưa nắng là khó chịu. 10 giờ là thấy chú vô nhà với ra người rất cạnh cạnh. Cái này chắc ủa mà chú đồ chú mua mấy nay chú để đâu chú? Chú để ở ngoài hay là có để tủ lạnh không chú? Để tủ lạnh lái gửi anh nhờ nó có tủ mà để mình đi xong rồi mới lấy nhà. Vậy chừng nào trước khi đi ngày chắc chúng ta lấy ra chiều ngày 10 tây chiều chú mới đi xong rồi lấy ra xong rồi mình để vô xong rồi mình đi luôn thế qua bển ngày đó 10 tây 11 tây đó. Ồ đi có một ngày chú. 2 mấy tiếng lợi được luôn phải 2 mấy tiếng. Mà cái chỗ chú ở là có nhiều người Việt cũng nhiều, cái chỗ đó cũng là nhỏ nhưng mà nó công việc làm nó nhiều cho nên người Việt cũng nhiều lắm, cũng khá nhiều. Với lại chú thấy là cái mức sống ở bên đó. Ủa mà chú qua bên đó bao lâu rồi chú? Qua năm 84. Năm 84 bữa nay là nhiêu đó? 33 năm. 33 năm. Là đi với gia đình luôn hả chú? Không, lúc đó đi người em trai đi chứ. À, xong rồi mình bảo lãnh từ xong rồi tôi mới đi sau. À. Xong rồi mới bảo lãnh, em trai mới bảo lãnh, gia đình bảo lãnh. À, vậy là mình đi theo cái việc bảo lãnh từ từ. Ôi, đường chạy cũng hay. Nhưng mà chú lúc mà chú cưới cô là ở đây hay là à là chú gặp cô ở bên bển hả? À là cũng là người Việt vậy là cô đi rồi trước rồi chú ở đây chứ? Không cô đi sao chú cô đi rồi 8 năm. À cô đi năm sao mấy năm? À nhưng mà qua bển chắc làm chung rồi gặp hả chú? À cũng làm chung. Nhưng mà con nghe nói là ở bên Thụy Điển là mình được nghỉ hè nó 1 tháng không chú? 5 tuần. À 5 tuần. Là bây giờ là trong cái thời chú vẫn còn trong cái lúc nghỉ hè đó. Mình muốn nghỉ cũng được nhưng mà mình muốn nghỉ mình ví dụ nó ăn sủng nó đắt á thì nó mở cửa thêm thì mình muốn làm thì mình làm mình để rồi năm sau mình có thể nghỉ bù. À năm sau mình có thể nghỉ bù được. Nhưng mà đa số là ở Thụy Điển là đa số là tháng 7 đóng cửa hết, đa số 80% đóng cửa. Bây giờ mình nghỉ 5 tuần. Vậy là qua đó là chú bữa trước con nghe chú Thành á là chú đi nghỉ bên kia nói là Qua đó là phải nói cái ngôn ngữ gì ta? Tiếng gì đó? Tiếng Thụy Điển. Tiếng Thụy Điển. À, tiếng Thụy Điển. Rồi tiếng Anh. Tiếng Anh là đa số là bển là 90% là mấy người biết nói tiếng Anh. Ai cũng đến đi học ở bển là bắt buộc phải dạy tiếng Anh như vậy. Vậy cô chú có bao nhiêu anh chị? Tôi á. Dạ. Anh em không có con. Còn đứa. À, có người anh hay là chị chứ? Dạ, anh. À. 55 tuổi anh. Sang năm 9 anh. À, thì là anh sống bên đó chứ đợt này đâu có về chúng cô chú hả? Nó chưa về, nó hồi nhỏ thì hai nó về rồi cuối cùng là 2010. Nó mình gần 7 năm. Chứ nó về nó về. Nó về đấy nó buồn. À không có bạn bè gì hết. Nó về. Cũng bà con cũng không còn rồi cho nên cũng còn bà con mà cũng sao nó thích. Không có chung ngôn ngữ, không thích ở đây. Dạ. Cái chị chắc không có vui với lại. Không có vui với bạn bè, không có hiểu không? Nó bánh vẫn có bạn bè. Nhưng mà có nói được tiếng Việt mình không chú? Nói được chứ không có rành cũng được. Thì bây giờ con thấy bây giờ con nít mà sinh ở nước ngoài là không có chịu về nước. Không chịu về. Nhưng họ không có biết là quê hương là gì. Như cô chú thì hồi xưa giờ mình sống ở Sài Gòn rồi, thì mình nhớ Sài Gòn, ta đâu biết gì đó. Dạ. Vì bình thường nếu mà mấy cái năm trước đó thì chú hay đi du lịch ở đâu chứ? Nước gần Bắc Âu rồi, Đức đồ Đan Mạch. Vậy đi cái đó mình đâu cần visa đúng không chú? Lái xe đi các bạn. À, lái xe đi luôn cho nên nó dễ. Rồi mà chú về đây chú có thấy là cái tình cảnh là ở Việt Nam mình mà đi ăn mà Việt Kiều biết Việt Kiều bị chặt chém gì không chứ? Không có, không có. Ở miền Tây thì nó có, nhưng mà hồi xưa thì có đi qua mấy Đà Lạt là không có. Nếu không Đà Lạt thì đi đó là có, còn miền Tây là có. Tại vì á hồi xưa mẹ con bán ở dưới á, cái có nhiều người Việt Kiều về á, mà cũng giống như là cô chú vậy, không có bà con ở dưới Bạc Liêu á, thì họ đi mua đồ họ cũng sợ bị chặt chém luôn đó. Tôi nghĩ là miền Tây có tự đi cũng bình thường, còn ở Đà Lạt là ăn uống là nó chặt chém. Tụi con đi rồi tụi con không bị chặt chém nữa vậy. Đi hết lần rồi, lắm rồi bây giờ ăn ngày đấy nói gì đi qua Đà Lạt chơi. Ở Đà Lạt thì cái khí hậu của mình nó hợp hơn chứ. Nó mát. Nhưng mà thích miền Tây thì cũng thích miền Tây. Miền Tây người dân thì nhiệt tình. Như bữa đó nghe chú nói là chú lại chỗ mẹ con rồi nói chuyện. Mẹ con nói thôi đi chú lại phải tiếp chú với sao vậy? Có lại nói chuyện chứ. Dạ. Phải để mẹ con muốn bán. Dạ. Không, nói chung là bình thường á thì không có ai á thì nhiều khi con sợ là trời mưa hay nọ nó kia thôi. Chứ đó thì có không chú buồn. Chắc thôi còn mấy ngày chứ là 10 thì chú về, 10 tây thì chú về. Thì không có thời gian gặp nhiều, chắc chỉ gặp bữa nay rồi. Nếu có kỳ khác. Dạ, chắc đợt khác mới hẹn gặp cô được quá. Có thể Tết, về cũng được. Hồi nào giờ chưa về ăn Tết. À. Chưa về Tết Việt Nam. Có thể năm nay. Dạ. Nếu về ăn Tết không sao. Về Việt Nam cũng nhiều lần rồi nhưng mà chưa biết nào về ăn Tết. Dạ. Mà ăn Tết bên đó chắc đâu có vui bằng cái này của mình chứ. Bển là có Tết, cũng có ăn Tết mình chứ. Tết Tây á. Tết Tây thì nó thấy cũng vậy à. Tết Tây thì nó nghỉ thôi. Còn Tết mình thì không nó phép nghỉ. Tự mình nghỉ thôi. Tết mình tự ăn. Còn Tết nó thì nó được nghỉ 2 tuần. Mua ăn được Tết nó nghỉ 2 tuần. Nhưng mà ít ra giống như là gia đình mình ở bên đó cho nên nó đỡ. Đỡ. Bển buồn cũng không phải giống đây, bển buồn chứ không phải. Thì chú đi làm từ mấy giờ tới mấy giờ? 6 giờ tới 2 giờ. À, 6 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Tuần sau thì 2 giờ chiều tới 11 giờ rưỡi. Ấy như là mình đổi ca. Đổi ca. Nhưng mà ca chiều thì làm có 4 ngày tới 6 ngày. À. Còn ca sáng á? Ca sáng thì làm 5 ngày. À, tới thứ 6. Thứ 6, thứ 7 chủ nhật thì ở nhà. À. Vậy cũng khỏe, thứ 7 chủ nhật thì chú ở nhà giúp cô dọn dẹp. Thì cô cũng có đi làm không chú? Có đi làm chứ. Đi làm xong rồi về nấu ăn nữa. Nói chung là con thấy là phụ nữ ở Việt Nam mình là đã giỏi, nhưng mà ở nước ngoài thì giỏi hơn. Nên, tại vì ít ra ở Việt Nam còn có bà con này nọ kia, ở nước ngoài đâu ai đâu. thì nó làm xong ở nhà, nhiều cái đi mùa hè đó mình đã xong mùa đó còn trong nhà không? Trong nhà. Nhưng mà tính nó cũng đi ra ngoài chợ rồi, mình đi chợ bạn nó ở đâu? Ở bên đó có chợ gì luôn chú? Cũng có chợ gì mình thấy đồ Việt Nam mình nó rau muống rồi đó. Có, cái dạng chợ trùm hộp nhỏ nhỏ. Không có chợ trong nhà chứ. Bán nhỏ nhỏ nhưng mà bán đồ Việt Nam mình không ấy. Mắm đồ chỉ có bán cho người Việt Nam. Cái chợ đó cũng như là cũng như cái siêu thị nhỏ nhỏ thôi. Chứ đâu bán ngoài đường nữa. Vậy cũng hay ha. Thật ra là ở bên đó cũng ăn cái gì mà ăn nước mắm gì cũng dễ. Nước mắm rồi cái gì cũng vậy. Vậy mà con tưởng là thường ở mấy cái nước đó người Việt cũng ít chứ. Đâu có người Việt cũng khá nhiều. Chắc để con chào bà con trong video cái đó rồi cái gì chú cháu mình nói chuyện tiếp. Vậy thì thôi chắc là tụi em sẽ nói chuyện với chú thêm nhiều hơn nữa. Nhưng mà chắc hôm nay là chỉ có thể là tâm sự với chú để quay video được như thế này thôi. Thì cho chị mượn cái điện thoại. Đây là cái tấm hình lúc mà cô chú đi xuống Bạc Liêu khi mà cô chú mua khô ở nhà mẹ em á, ở chỗ mẹ em á. Thì cái này là ba em có chụp hình lại. Đây thì cho bà con mình xem luôn. Cái này là hình cô hả chú? Đây à. Đây là hình cô. Cô tên gì chú? Tên Tùng. Cô Tùng à? À đây là cô Tùng, là vợ của chú Âu, Việt Kiều Thụy Điển. Này chụp hình với má em ở ngay chỗ sạp khô Khanh Yến ở dưới Bạc Liêu. Đây. Còn đây là hình cô chú lúc mà gửi tiền cho mẹ mà không biết sao tự nhiên ba chụp cái tấm hình này. Cái lúc này là cô chú gửi tiền cho mẹ con rồi cái ba con chụp lại à. Tại ba con chụp hình không có hay á cho nên là cứ chụp cứ bị mờ cái hình. Thôi nói chung là ngày hôm nay thì tụi em cũng có duyên là được gặp chú Âu ở Sài Gòn. Bởi vì chú ở Sài Gòn chỉ có một tuần lễ thôi. Nhưng mà cái thời gian của mình đó thì không có nhiều. Tại vì chú còn phải hẹn với bạn bè rồi bà con nữa. Nói chung là chú phải dính lắm một chút thời gian để có thể là gặp được tụi em ngày hôm nay. Thì bây giờ là tụi em đang ngồi ở cái quán cà phê là My Life Coffee ở trên đường Trần Đạo Nhất. Thì chắc là em xin cảm ơn mấy cô chú anh chị đã xem cái video ngày hôm nay của em. Và nếu mà bà con của mình mà có về thăm lại Sài Gòn và thăm lại quê hương Việt Nam của mình á, thì nếu như cần cái vấn đề gì hoặc là muốn tụi em là dẫn đi đâu ăn uống á, thì có thể là liên hệ với tụi em qua cái Facebook hoặc là qua cái số điện thoại Viber của em đã có gửi rồi đó. Thì có gì cứ liên hệ với em. Và nếu như cô chú anh chị nào mà có những cái món ăn á, thì có những cái món ăn ngon nào thì cũng đừng quên là hãy chia sẻ với em để em có thể là quay phim lại, giống như cho mình gợi nhớ lại một cái thời mà kỷ niệm hồi xưa của mình vậy đó mà. Và đặc biệt là khi mà xem video xong thì cô chú anh chị đừng quên là nhấn đăng ký vào cái kênh của em nhé, để có thể là nhận được video mới mỗi ngày. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.